tay rồi. Em nói là em có yêu anh nữa. Tại vì em thấy gia đình anh cấm quá thì hôm đó cũng là một lời cầu hôn của em luôn. Anh với em có con đi. Ba mẹ em mà hai bên mà không đồng ý thì chắc là anh dẫn em cao chạy xa bay luôn. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em là Nguyễn Đình Linh, năm nay thì em 28 tuổi và hiện tại thì em đang làm bên xây dựng mảng trang trí nội ngoại thất. Hiện giờ em đang ở Vũng Tàu và làm việc ở Vũng Tàu luôn. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận với lại tất cả các khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Kim, em làm nhân viên kế toán kho ở nhà hàng hải sản ở Vũng Tàu. Hai em lần đầu tiên là gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tiên á là tụi em gặp nhau á là ở trên nhà bạn của em, nhà bạn thân á. Là hôm đó là lên nhà chơi thì trước đó thì có nghe tới con nhỏ bạn thì hay nhắc tới ông anh, có ông anh học giỏi rồi này nọ, rồi ngoan ngoãn hiếu thảo đồ lắm. Cái em bữa đó lên thì mới gặp lần đầu thì nghe kể thấy tính tốt vậy thôi, mà mới gặp lần đầu ổng xấu lắm, mặt thì mụn không à. Thật ra thì em thấy hồi đó em cũng không có ưa gì vợ em đó. Mới đầu gặp nhau thì em cũng thấy ấn tượng đầu tiên là thấy chảnh quá, phụ nữ gì đâu mà tới nhà bạn chơi mà gặp mình. Mình là người lớn thì mình là anh của bạn thì có thể chào một tiếng. Có nghĩa là cái ấn tượng của hai bạn đầu tiên gặp nhau là không ai ưa ai hết. Dạ, không có ai ưa ai hết. Đương nhiên rồi. Vậy thì làm sao mà hai em lại thích nhau? Em á, em quen á, không phải là tại vì em thích ổng đâu. Ổng xấu lắm, ổng không có cái gì để cho em thích. Tất cả những cái người em ghét nhất là ổng có hết. Nhưng mà em nghe là tại vì chơi một đám anh em bạn bè chung á, thì là có một đứa em nó kêu là anh Linh á, ảnh không có thích chị đâu. Con gái, ảnh nói là con gái giống như kiểu người giống như chị á, là anh không bao giờ anh yêu được đâu. Đó, thế là em tức, em nghĩ trong bụng là em sẽ làm cho người đó yêu em cho bằng được. Yêu xong rồi em bỏ. Nghĩa là cua xong rồi, chỉ có nghĩa là đạt được mục đích xong rồi. Dạ, đá xong rồi đá. Bây giờ em mới biết, bà nói vậy. Là bữa nay mới biết đúng không? Dạ, đúng rồi, hôm nay em mới được biết. Thế mà xong cuối cùng sao không đá? Dạ, tại vì lúc mà quen nhau cũng được gần một năm, lúc đó em chia tay rồi, em nói là em có yêu anh nữa. Em biết là anh thương em rồi nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á, là 3 ngày sau anh nhắn tin cho em. Anh nói em ơi anh nhớ em quá, em cho anh gặp được không? Thế là hôm đó anh gặp em là hai đứa hẹn nhau ra ngoài biển. Thì anh mới nói, anh khóc. Anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó, rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em, mà anh không có biết. Thì em nghe anh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng. Tại thật ra là trong cái khoảng thời gian một năm á, là anh rất là tốt. Ảnh thì mất mẹ sớm á, là khi mà mình gần gũi mình chia sẻ thì là em thấy thương hoàn cảnh của ảnh. Cho nên em nghĩ thôi kệ, bây giờ ảnh thừa nhận anh yêu em rồi thì em chấp nhận cho ảnh cơ hội. Vậy là tụi em yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, từ lúc chính thức yêu tới khi cưới là được hơn một năm. Hơn một năm, có nhiều kỷ niệm vui buồn hờn giận không? Tụi em hai đứa là hai vùng miền khác nhau chắc cũng có nhiều những cái thật mà ra chưa hiểu nhau nhiều. Dạ đúng rồi chị. Tụi em cãi nhau là nhiều hơn là yêu nhau chứ. Cãi nhau không mà. Tụi em thường cãi nhau là về vấn đề gì? Là chủ yếu là về vấn đề ăn mặc của vợ. Ông hồi xưa ông mặc mặc lúa lắm. Ông mặc cái áo sơ mi mà mang mặc quần jean á, mà áo sơ mi bỏ ngoài mà mang đôi dép lào á. Rồi mà người ống nhôm ống nhách là mà mặc đồ như ông già vậy á. Còn vợ mặc sao? Dạ lúc đó thì em nghĩ rằng bạn gái mình chẳng hạn như là đi mặc đồ đầm váy này nọ hoặc là sơn móng tay thì em không có anh thích. Lúa lắm nhưng mà em không có sơn móng tay. Em rất là không thích vấn đề đó, em rất là dị ứng. Thế là em không thích vợ em mặc đầm. Dạ đúng rồi. Rồi không thích mặc đồ hở. Không thích mặc không đồ có thích lắm. Mặc đồ mô đen, chỉ thích em mặc áo sơ mi trắng với quần jean thôi. Dạ. Nhưng mà em không có mặc vậy. Là coi như hai đứa lại gây lộn về vấn đề đó. Dạ đúng rồi. Đó là có phải là cái khó khăn nhất của hai đứa em trước khi mà đám cưới không? Trước khi đám cưới thì thật ra chuyện khó khăn nhất là chuyện gia đình. Tại vì tụi em quen nhau á, quen biết nhau vậy 4 năm nhưng mà cả hai bên gia đình đều không thích. Tụi em quen là quen lén, bên em thì không thích người Bắc. Với lại em lúc đó là em còn đang đi học á. Với lại cũng có nhiều người thích em, với mẹ cũng có người là tính là cho em tới rồi. Cho nên là không có ưng đâu. Em cũng yêu vợ thiệt lòng, tại vì em thấy gia đình anh cấm quá. Thì bây giờ em hỏi vợ bây giờ em có yêu anh không, thì cũng là hôm đó cũng là một lời cầu hôn của em luôn. Thì vợ cũng có đồng ý, thì em cũng trước tiên là em cũng có nói với vợ là anh với em có con đi. Là anh nghĩ là nếu mà ba mẹ em mà hai bên mà không đồng ý thì chắc anh dẫn em cao chạy xa bay luôn. Cuối cùng có đạt được mục đích không? Dạ, thì vợ em sau 2 ngày thì vợ em nhắn tin là em cũng muốn là chúng ta đến với nhau như vậy. Thế là chồng mới là qua nhà mẹ em xin phép. Thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng một mình chồng em lo hết. Cho nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà may sao là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn.
Vậy đó hả? Tụi em cưới bao lâu? 4, em được 4 năm 8 tháng năm. Dạ đúng. Chính vậy là hai vợ chồng em cưới nhau về chắc là đã hòa hợp với nhau và hiểu nhau hết, không có tật xấu gì lòi ra đúng không? Có chứ. Em cũng muốn vỡ mộng quá trời luôn. Ngay từ đầu về em hỏi, ủa em nhà dơ vậy sao em quét giùm anh cái được không? Thì vợ kêu cũng ra lấy chổi quét, nhưng mà vợ cầm chổi đó, vậy đó. Thì em kêu là ủa em quét vậy hả? Em có nhìn thấy nó cũng còn dơ nhiều không? Kêu thú thực nhanh là em chưa bao giờ quét nhà đó. Thôi nhỏ em nhà là em có út. Rồi bà em rất là lười, thương lắm, không có làm gì hết á. Tính rất là con nít, nhõng nhẽo lắm anh. Chẳng hạn như là em đi làm về thì em mới kêu em tắm chưa? Em đợi anh về nè. Rồi xong em lại là đặt đi nấu nước, anh nấu nước rồi, em ra em tắm đi chứ. Rồi tới buổi sáng ngủ dậy đánh răng, em đem tận kem đánh răng, rồi đem bàn chải, đem khăn, đem đồ vô bưng. Em lấy cho mày, em đánh cho anh đi. Rồi có hôm em phải năn nỉ quá trời, có hôm em bảo dạy đi anh cho tiền nữa. Dạ lấy dạy lên. Dạy đi cho tiền mà. Rồi em đi làm về thì công việc xây dựng của em thì nó cũng rất là bộn bề, rất là mệt mỏi. Thì vợ chưa gì, chưa đặt lưng xuống giường, vợ kêu chơi game em đi. Em cũng không biết tại sao, rất là mê game luôn. Em mê game mà tại ổng á. Hồi xưa là ổng, lúc mà em mở tiệm net á, ổng mê game lắm. Ảnh kêu em tập chơi đi, em tập chơi với anh thử đi, chơi chung với tập cho vui. Đó, thế là em cũng thử, lúc đầu em không chịu đâu, giờ sao em bực quá em nói hoài không nghe. Em thử xong rồi em chơi. Ok luôn, bây giờ tới em nè. Đó. Chồng em á hay có cái tính là sợ ma lắm, khóc nhè. Sợ ma khóc nhè. Mới đây nè, cũng có một đợt á là anh đi thôi nơi mà anh đi từ hồi 5 giờ, anh đi tới 9 giờ mà không thấy về. Cái em giận, cái em đi ra nhà hàng chỗ em làm, em tới nhà hàng em ngồi em chơi. Cái hỏi anh về, không có em, cái anh gọi, hỏi em đang ở đâu. Anh ra rước em, nói bây giờ là em đang ở trên núi. Là đợt đó là, trước đó là có một cái vụ treo cổ ở núi Viva, Vũng Tàu, đăng báo á chị. Đó là em mới bảo là em đang ngồi ở núi Viva, cái chỗ treo cổ hôm bữa nè, lên đây rước em đi. Em đâu có nghĩ là anh lên thiệt, em nghĩ em biết anh sợ ma. Em không nghĩ là anh lên thiệt. Khoan hồi em chạy thôi, để em chạy ra đó thử. Trời ơi, em chạy lên giữa chừng, em thấy anh chạy xe xuống nhắm mắt cho mụ anh khóc trời ơi. Em ơi anh sợ ma lắm. Trời ơi, em sao em ác quá vậy, sao em lại chơi anh. Mà em sợ thiệt, em sợ lắm rồi. Dạ thực ra thì em biết cái cảm giác của em lúc anh. Ông sợ lắm, thừa nhận đi anh ơi. Thực ra thì em thấy là em té xuống cái lưng chừng núi luôn. Em chỉ cắm mắt em chạy vậy thôi. Rồi sợ ma gì nữa? Vụ phật thè thì vợ chồng tụi em cũng thực sự là cũng là một cái phải bàn tán tới. Em cũng hỏi vợ chứ bây giờ là đã là vợ chồng với nhau mà cũng đã 4-5 năm nay rồi thì cái chuyện đó thì em phải biết rõ ràng này nọ. Từ việc chơi game xong tới chơi tới 11-12 giờ xong hai vợ chồng đi ngủ, em nhiều hôm em cũng muốn lắm chứ bộ chuyện tâm lý phòng the, nhưng mà cuối cùng toàn gạt ra không. Làm mất cảm xúc game rồi xong rồi ngủ mất luôn. Cảm xúc luôn. Dạ, ngủ luôn, không có là 2-3 năm nay là tụi em khiều móc cái gì cũng em ngủ mê lắm. Ông khiều là em quýnh ông luôn. Giờ cái mong muốn của em với vợ là cái gì em? Tới với chương trình thì cũng mong muốn nói với vợ là bây giờ em cũng nên bớt đi cái tính con nít mà lười biếng đi, rồi chơi game gì đó thì em cũng nên sắp xếp thời gian hợp lý để cho vợ chồng mình có thêm đứa nữa. Là giờ đó thì em cũng mong muốn là vợ em sẽ tự lo được cho bản thân. Một khi mà em đi công tác xa chẳng hạn như vậy thì hy vọng là em sẽ giúp anh trong những cái điều đó. Rồi nhân đây thì em mong muốn anh thay đổi điều gì nữa? Em muốn là sau này á là anh nói chuyện phải biết kiềm chế, bớt nóng tính. Tại vì anh khi mà anh hay nóng tính lắm, mà em cũng nóng nữa, em nóng hơn ổng nữa. Có lần á là hai vợ chồng á là cưới nhau lúc sau sinh á thì anh mê nhậu lắm. Là anh đi nhậu tới khuya, em mới nói ảnh là anh nhậu quá gì vậy đó, sao anh không nghĩ tới mẹ con á. Bắt đầu anh nóng, bắt đầu anh cọc lên, mà tính em cũng nóng nữa. Là thế là em bực quá là em xếp đồ ở mình dục ra ngoài cửa, em đuổi không đi. Khi mà tụi em yêu nhau á, lúc mà để chưa có con thì cái vấn đề mà phòng the là vợ em có làm biếng gì không? Dạ cũng là như vậy luôn đó. Thật em ra là không... cứ đụng vô là em khó chịu trong người à. Vợ em thì là con ít quá, không biết gì ạ. Cái ca của vợ chồng em thì thấy khó ạ. Tụi em cũng tìm cách để giải quyết nhưng mà cũng chưa có một vấn đề gì đó. Nó được tiến triển hơn. Này là vậy. Tụi em phải cùng nhau tham khảo, cùng nhau tìm hiểu á. Phải hỏi đáp với nhau. Không có đó chị nói nghiêm túc, với như em nhột, làm nhột chỗ nào, em không thích nhột chỗ đó. Thì chồng phải biết, tức là phải dành thời gian để mà tìm hiểu những cái chuyện đó với nhau. Dạ, thì tụi em sẽ nghe lời. Tìm hiểu và phối hợp nhau trang lý. Ừ, dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào. Hay là chị với em xin chương trình cho mình nghỉ khoảng chừng chút xíu đi. Cái để chị điện lên cho Ngọc Trí á. Chị điện cái chỗ mà áo xá sắc Việt á. Để mình mặc luôn, chị cũng mặc Nhật Bình, em mặc...
cái này gọi là áo gì nè? Áo tất á. Áo tất. Đúng rồi. Nhưng mà chị liên hệ luôn bộ tóc giả cho em được không? Chứ trời, em nói thiệt kìa, em khổ lắm. Em đổi cái này lên nó rất là ngứa và nó rất là đau luôn á. Còn nhức đầu lắm chị ơi. Phải có cái gì quấn lại á thì mới đỡ. Thôi quá à, hai đứa. Thôi để xấu sao đi chị, rồi tính tiếp nha. Bây giờ mình hỏi thử xem này, lý do gì mà hai bạn mặc cái những cái bộ cổ phục của Việt Nam này để lên chương trình Vợ Chồng Son vậy? Vợ con trả lời ạ. Vâng, thì là bọn con thì có một cái kênh TikTok ạ. Thì lần trước thì bọn con có mặc cái cổ phục này và đi quay clip. Thì con thấy là có rất nhiều bạn trẻ comment ở bên dưới là nhờ các anh chị mặc mà em biết đến Việt phục của Việt Nam. Và em cũng định là sẽ mặc trong lễ cưới. Thì con thấy là nó rất là ý nghĩa. Nên là con muốn là lần đầu tiên bọn con được lên sóng ở trên truyền hình. Thì con mặc để cho nhiều bạn trẻ giống như bọn con thấy là Việt phục nó cũng dễ mặc ấy ạ. Đấy, thì các bạn ấy có thể là trang phục của người Việt Nam chánh cống. Đúng rồi. Từ cổ xưa ông bà mình đã coi là design rất là đẹp, từ màu sắc cho tới kiểu dáng rất là đẹp luôn. Con sao? Dạ. Con có tự tin và con thấy mình đẹp hơn, mình rất là gọi là đặc biệt á khi mà mình mặc cái áo tất này không? Vâng, con cũng thấy có, con mặc vào thấy đẹp hơn, đẹp trai hơn, tự tin đúng hơn. Đúng không? Tự tin ha, mà thấy rất là đứng đắn nè. Rất là một người đàn ông rất là lịch lãm, rất là đàng hoàng, rất là phải nói là công nhận không? Em công nhận đúng, không? Mà phải nhìn từ cái đầu gối trở lên. Chứ nhìn xuống dưới thấy nó mặc bộ đồ này mà nó mang được gì ba ta. Thôi nó đùa thôi, chứ thật ra là nhìn hai bạn chơi bộ trang phục này, cái mình tự nhiên cái mình có một cái tinh thần tự tôn ở trong. Đúng rồi, tự tôn dân tộc của mình. Bởi vì đây là những cái trang phục của người Việt Nam. Đúng rồi. Chứ không phải là của cái quốc gia nào cả. Mình tự hào về điều đó nha. Rồi, và ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Như là hai đứa nói tiếng Bắc hết rồi, là tụi con sống ở Hà Nội à? Vâng, con ở Hà Nội ạ. Đi hả? Là bay vô đây. Vâng. Tụi con vô đây khi nào? Đêm qua là bọn con vừa đến lúc 1 giờ sáng ạ. Tụi con thích chương trình này không? Có, con rất là yêu thích chương trình ạ. Và con cũng xem rất là nhiều số. Con đã đăng ký tham gia chương trình này từ bao lâu thì mới tham gia? Con là các bạn gửi thông tin cho con chắc là cũng tầm được hơn tháng rồi ạ. Thì bây giờ thì con tham gia. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình như thế nào? Tình thành viên. Thôi, để con giới thiệu trước. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997. Và hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội. Nguyễn Quang Dũng. Vâng. Một cái tên nó rất là giống với rất một là ca sĩ luôn á. Không biết là mẹ con trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có. Mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Rồi khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không? Tại vì cái cách của con cũng rất là Quang Dũng luôn á. Con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á. Và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng. Dạ vâng, con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Ngọc Huyền. Con cũng sinh năm 97 ạ. Hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con ạ. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi, thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Mà con cũng bằng tuổi với Dũng luôn? Dạ vâng, hai vợ con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng. Vợ con gặp nhau ở trường đại học ạ. Hồi năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học. Vâng. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xếu ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Vâng. Thì gặp nhau ở đâu? Vâng, lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy. Thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá, chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy, thì thầy bảo là thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à? Thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi, thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con.
Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong làm huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy. Nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Vâng. Mà trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó, vâng, có bằng Dũng này không? Vâng, có ạ. Vâng. Cuối cùng ai là người ai huấn luyện đó con? Lúc đấy là có con với là một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. con làm gì để được chiến thắng và đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục kiểu quân phục từ trường dạy trường quân đội trở về trường con thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên. Còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí, chạy nhanh hơn. Thì con là chạy đến trước, xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà gần, sao gần... con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác? Đó. Vâng. Thì hồi đấy là hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao và là mặc đội bộ đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là từ xa là con đã nhìn thấy là có một con bé mà mặc quần áo thể thao rồi. Lúc đó là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp của cô là con có thấy xinh không? Con thấy hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩa là cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con mặc thích đúng nữa. Đúng cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi có hai anh huấn luyện viên. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thi nhau. Đấy này mà chân dài hơn nó chạy nhanh hơn đằng kia. Chân này chiến thắng. Rồi chiến thắng là một kèm một. Dạ vâng. Ngoài kèm bóng ra thì chú hỏi nè. Dạ. Kèm thêm cô gái nào không? Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế. Thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Tức là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn. Bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con có thêm hai lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau hai lần thì đội bóng tan rã. Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi vui thôi nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Mệt lắm con ơi. Đấy. Rồi, xong rồi có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa. Là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chầy chỗ mặt này đấy thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì. Có đội bóng nữ vinh quang coi như là vô địch. Thì bởi vậy mới nói châu Á. Cho nên chị có bao giờ làm được vận động viên đâu. Chị chỉ làm cổ vũ thôi. Đó. Rồi Dũng ơi, sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập. Hồi đấy con cũng có chiến thuật lắm. Con chỉ tìm có số điện thoại con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới tỏ tình. Kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không? Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ là không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả. Lên đại học và học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích thì các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi ấy, thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật. Chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng. Thế là con cũng nói chuyện và sau dần thì con cảm thấy là bạn ấy cũng thân thiện đáng yêu mà đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Thế nên là mình cũng không phòng hờ. Thế nhưng mà con cả. Vâng, đúng. Mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm thì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Từ thế này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là vẫn thế đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng, vâng. Đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi từ lớp 6 rồi ạ. Vâng. Vâng. Rồi đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền. Thì con thì
cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Vâng. Kinh lắm. Vụ này con xin ôi cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào cũng coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như là tính toán hết. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Vụ này con xin phép được kể vì con bị gài ạ. Thì đấy, tức con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10, thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa, 12 giờ trưa, thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy, bị phạt. Thế con sợ quá, con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ơ, thế nào lại ai tỏ tình mình là con sợ, con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi... bạn là nhiều người á. Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng tức hoa là... cho các bạn nữ. Bọn thế con là dai con xuống là nó xếp hình trái tim. Vâng. Đúng chắc ông này đầu tiêu. Vâng. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy ông lập trình mà. Là tỏ tình là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập đấy, thể. Đấy, nghe thì có vẻ thế ạ. Vâng. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa mang tiếng là chương trình tặng hoa 20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thì là bệ đỡ còn background của đúng ạ. Thầy hôm nay thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng. Đấy thì là thầy đã tổ chức cho cái buổi đấy và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký, thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó thế thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế mà lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình. Cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm cái bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu. Nên là cậu đừng có sợ. À, thế là tỏ tình như chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình, nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nha chú. Bạn ấy vẫn run run này này xong cả ôm. Cả trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dung, mông. Tại vì biệt danh của chồng con là Mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn. Thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu cũng tấn công xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình. Thì các bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết, tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi, trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em một... thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên mà bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Vâng. Thôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy con nhỏ. Sợ thật ý. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Đấy thế. Đấy. Okay. Chơi liều. Vâng. Thực ra là những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay. Vâng, và con liền. Con từ chối luôn ạ. Thế cuối cùng cũng lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Quá hay. Thật. Một mũi tên bắn 5-60 ngàn, thậm chí cả chục của ngàn luôn. Vâng. Quá hay luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời, tại vì giữa trưa cơ ạ, 12 giờ trưa gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Kinh chưa? Em thấy anh Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật đấy. Quá tinh cường. Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa. Vâng. Mới có cơ hội chứ đúng không? Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt kiểu chơi vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới coi như chính thức công khai luôn? Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy, thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi và lúc con cũng không còn sợ tình nữa. Là thiệt tỏ tình. Vâng. Vâng. Chứ không phải giống như là tỏ tình mà như không tỏ vâng. tình. Vâng. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Vâng. Có hoa rồi có đó. Nhẫn rồi có bánh kem hay gì không? Vâng. Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á, nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng
xong gọi con đi chơi. Thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong rồi lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là ơ sao hôm nay đi chơi gì mà hệ kỳ cục vậy, kiểu lên chỗ riêng tư xong thằng ấy nó còn lùi về đằng sau. Thế hóa ra lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, nó bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế. Nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó con trả lời lại sao? Vâng, thì con cũng đồng ý ạ. Tại vì chồng con bê con lên cái lan can nhé chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông không bê một cái một à. Vâng, đúng còn con thì không trèo mà. Đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Thế con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ không đồng ý là không có cơ hội xuống. Đúng rồi. Vâng. Có mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Xong lúc đấy chính thức coi như là bọn con chính thức yêu nhau là thế thôi, không tặng nhẫn, không tặng hoa. Vâng. Rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có là ngay tại lúc đó luôn. Vâng. Thực ra trước đấy là hồi đấy là con có làm con mới vào một câu lạc bộ ở trường, con đã làm một cái sự kiện mang tiếng là làm cho chị em, nhưng mà mục đích của con là làm tặng cho vợ con. Kiểu trước đấy là con cũng tìm hiểu hết những thứ mà vợ con thích. Tức là lúc đấy bọn con là chưa có yêu nhau, chưa nhận lời yêu nhau, thì con tìm hiểu những thứ mà vợ con thích trước, sau đấy thì con bê hết vào sự kiện đấy với một kiểu giống như là hin dành cho vợ. Đấy. Thế nên là lúc mà lên tỏ tình thì con cũng chả mang gì cả, con thích đánh úp. Đấy, con chỉ cứ thế và đi thôi, lên sân thượng thôi. Đấy, con chỉ hỏi đấy. Nhưng mà con thấy là vợ con bật đèn xanh rồi nên là con mới mạnh mồm như thế. Rồi bây giờ các con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm. Có bé chưa? Bọn con chưa. Chưa có bé đúng không? Thế thì có nghĩa là yêu nhau được mấy năm nhỉ? À, bọn con yêu nhau được 5 năm. 5 năm, thế cưới nhau 2 năm. Vâng. Coi như 7 năm rồi. Vâng. Thế là bây giờ là muốn con bé rồi. Đúng không? Em ơi chúc luôn. Em chúc đi. Hơi muốn. Đừng có để áp chót, chúc luôn. Chúc luôn đi. Đang Linh đây. Ừ. Nó đang thích rồi. Thì nó đang thích rồi. Thôi bây giờ chúc luôn. Hồng nhìn mặc bộ đồ này chắc có lẽ là sẽ linh nghiệm lắm. Đấy, sẽ có sự chứng giám của các bề trên. Đúng rồi. Chúc cho hai con nghe. Năm sau sẽ có tin vui. Dạ. Và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời với gia đình hai đứa. Dạ, vâng. Con gái con trai? Con trai. Rồng vàng. Vâng, con cảm ơn cô chú. Vâng. Con thích con trai hay con gái? Con nào con cũng thích. Thế à? Con thì sao? Con thì cũng thế ạ. Con... Nhưng mà chú nghĩ là sẽ là con trai. Thế chắc bố mẹ con sẽ thích đấy ạ. Hay quá. Rồi chú ơi. Vào cái vụ kia đi chị. Chú đã chúc rồi. Dạ. Chú có quyền yêu cầu lại. Vâng. Yêu cầu các con hãy khui tật xấu của đối phương. Ai chưa? Em chưa. Ok. Con chờ thấy khách này lâu lắm rồi ạ. Chết rồi, nó cũng thù hằn với nhau từ kiếp nào ấy. Đây con nói đi. Thì thật ra là chồng con thì cũng là người dễ tính, đáng yêu. Khen đáng yêu không, có kỳ. Không, con đừng khen. Khen là lạc đề. Vâng, con xin lỗi ạ. Vì đáng yêu mới lấy chồng mà. Vâng, đúng không? Con xin lỗi ạ. Con quen miệng. Thì ở nhà thì sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Vâng. Thì tức là thật ra thì con thì cũng hơi kiểu bừa bộn ấy. Đấy, thế nhưng mà chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ thì là chồng con hay nói. Hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Hay ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Thế hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá, xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá, kiểu cái này em không thiếu đâu. Đấy, thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại thì kiểu chồng con hay cảm giảm ấy. Đấy, hay cảm giảm. Vâng. Với lại một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại nói rất nhiều. Vâng. Đấy. Vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy. Đúng quá chi tiết. Đúng ạ. Vâng. Tại vì thật ra thì con cũng hay cãi ấy. Đấy thì chồng cứ sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng. Thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái tật xấu thứ hai, con không biết có phải tật xấu không, nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố ôm mẹ, hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế. Thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm. Đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, thì... cái đó không phải thật xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại ấy. Nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn thì con cũng thơm luôn. Vâng, có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm nhưng thể hiện tình cảm. Xong rồi nhớ lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có
có vẫn thể hiện thế tình cảm vậy không? Còn vâng, kinh hơn nữa. Vâng. Còn kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chị sợ là gì nè, khi không có người thì lại không có thể hiện tình cảm. Vâng. Khi có người mới thể hiện tình cảm thì con hiểu chứ. Nhưng mà kiểu ngày thơm mấy bạn ấy ạ, cô tưởng tượng như kiểu mình trang điểm này, mình đã đánh son các thứ rất là xinh rồi, nhất định là phải thơm. Hoặc là tối đi ngủ mình đã dưỡng da các kiểu rồi, cứ thơm quanh mặt. Con không biết là các chị em khác kiểu dưỡng da xong làm nào mà có thể để cho chồng thơm được. Ủa Dũng, con làm gì con nghiện vợ quá vậy? Con không biết. Chồng con thích ạ. Có khi nào đang nói chuyện cái đó, anh xin phép cô chú cho con thơm cái mình không? Tức là, may cho con sống ở cái thời đại này đấy. Chứ còn ngược về cái thời mà mặc áo tất với lại áo đúng gọi là Nhật Bình thế này thì vậy. Thì có mà chết. Hơi hơi nguy hiểm ạ. Ừ, có mà chết. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ thương. Cũng không đến nỗi là thật sâu. Dễ thương con ạ. Kệ, dễ thương. Ủa của mình mà mình muốn thơm là mình thơm. Đúng không? Được. Nói gì thôi chứ sướng lắm. Vâng, con biết. Mắt cứ dạng ngời con ạ. Long lanh lúng liếng con ạ, gớm. Kể tật nói, xấu mà không xấu. Nói ra đều thế thôi. Yeah. Con không biết đấy là tật xấu hay là có phải xấu hay không. Thôi thì bây giờ xét vào không xấu con ạ. Nó giữ lại cái đấy nhá. Xấu như không xấu, giống như tỏ tình chứ không tỏ tình. Rồi tiếp tục nào, có gì? Vẫn còn gì nữa phải kể thêm. Con hết rồi, con chuẩn bị tận hai cái, con tưởng nhiều rồi. Cái gì đã thiết thực, chồng con không có một cái gì xấu luôn á. Chồng con nói chung là kiểu bọn con cũng tính cách cũng thoải mái ấy. Đấy thì con có cũng gọn gàng không? Chỉ có cái là... càm ràm thôi. Vâng. Nhưng mà có gọn gàng không? Cũng có ạ. Thế là không bừa bộn đúng không? Vâng. Về nhà cũng sao tự thú hả? Gì con tự thú à? Sao? Con định xin phát biểu. Đấy là con kể. Anh đòi kể luôn đó. Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu. Kiểu bản thân con cảm thấy là có những cái cuộc sống của con sẽ thay đổi nếu như mà chính bản thân con thay đổi thôi. Chứ còn với những người xung quanh thì con nghĩ là nếu như mà người ta cảm thấy là nó là vấn đề thì lâu dần thì người ta sẽ sửa. Okay. Ví dụ như là con thấy con cũng có những cái tật xấu ấy thì con hay để ý chồng con, thì ví dụ chồng con không thích mà nói đến vài lần ấy thì con cũng sẽ chú ý hơn. Thì sau thì con thấy con cũng sửa. Đấy, thế nên là cứ thế đúng không? Vâng. Không thì con thấy ổn rồi ạ. Cảm làm như bố cũng được. Thế nhưng mà bạn có bị già trước tuổi không? Không, thật ra thì người hơi già dặn hơn thì có vẻ là con hay kiểu tức là phụ nữ mình hay nhạy cảm thôi. Được rồi, để anh ấy khui. Giờ tới con đó Dũng. Vâng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi bừa bộn một chút, như kiểu bạn ấy vừa kể, thì còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Thích gọi là gì, thích nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong mặt kép hành hạ con. Hành hạ con sao đâu con kể đi. Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là hành hạ ở mặt là bạn ấy, ví dụ bạn lười, bọn con nằm trên một cái giường và cái công tắc điện ấy, nếu tối đi ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy, mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt mà rồi không chịu. Nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đúng. Đấy, thì con sẽ thì con sẽ là người đi tắt. Có sai con không? Thí dụ có cái ly nước ở đằng đó đó, khi mà bước qua cái anh ơi mang ly nước cho em. Có không? Có, mặc dù là nếu mà người khác thì không bao giờ sai, người khác thì bạn ấy rất là tự lập, nhưng mà với con thì rất là ga lăng. Với con thì bạn ấy thích hành hạ con. Chắc là cái mặt con nó đáng thương lắm cho nên là nó thích cái nét mặt đấy. Nhưng mà cái lúc mà con làm trong cái sự hành hạ của cô ấy đó, con có càm ràm không? Có ạ, con càm ràm chứ. Thì nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn phải đứng dậy đi làm. Vẫn đi làm nhưng mà vẫn càm ràm. Vâng. Con bảo là sao em lại sao em lười ấy nhỉ? Đấy. Sao em lại có thể như thế được? Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Tức là đúng không? Sao em có thể như thế được nhỉ? Bởi vì từ đây em chỉ cần thò cái tay ra, em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây cho anh làm đấy, đúng không? Vâng. Con nói như thế luôn. Nhưng mà con nghe những lời đó chắc con vui lắm không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được. Thôi tắt lần này. Vâng. Với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, thế nên là bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được, chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị rất giả. Bố con luôn luôn nghĩ như thế. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng rồi đâu. Thế là cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy, thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip. Bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì chắp tay thế này này. Xong rồi con kiểu con cũng không biết là thế nào,
nào thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trong bàn thờ mà cứ chắp tay như này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị rất giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu, tức là bọn con là không hạnh phúc. Thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ, sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông ra. Alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không? Tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là bà thông ra nói dối. Bố con lại gọi cho ông thông ra. Ông ấy có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu. Nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin, thế về nhà lần nào mà bọn con về quê, bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng, thì phải đến hơn một năm lúc mà bọn con cưới nhau xong, và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là à hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể, bố có hai thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố kiểu thế. Bố hôm nay bố xem được chương trình này bố càng yên tâm hơn. Bởi vì chương trình này là không bao giờ mà nói sai sự thật. Vâng. Đôi khi con còn thấy hơi chạnh lòng là con gái bố cũng được đấy chứ, mà bố cứ nghĩ vậy. Rồi bây giờ tiếp đi con, sao lại tiếp những cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Ôi, sau này anh nhiều thế. Nhiều mà. Nói em. Có vợ con hơi quấy. Quấy gì? Quấy. Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ gì đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11-12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy, xong cái quấy lần 1 ấy thì đến quấy lần 2 thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi. Mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy. Tại vì vợ con thì làm ở nhà, còn con thì làm trên công ty. Đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện, xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không. Đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia. Đấy, em được ví dụ em đừng mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy kiểu thế. Tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy. Sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào con thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy. Hoặc xuống nhà chơi. Có ạ. Có hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi, em khát nước quá mình đi ra sơi cổ cây đi, mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá. Đi ra bắt chở đi ra sơi cổ cây mua nước xong về rơi luôn cái ví. Ôi tôi riêng cái này con phải mong muốn đi con ạ. Riêng cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Cái này do nó lúc mà tỏ tình nó bắt quăng nhỏ lên ban công. Đấy. Bây giờ nó hành lại đúng không? Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui. Nói chung là bọn con thi thoảng đi thôi. Ra chơi con cũng... dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi. cho nên thôi, con cứ nhân cơ hội này con mong muốn đi. Hết sức thành khẩn nhìn xoáy vào mắt vợ xong rồi nói đi. Em ơi, có một lý do sức. Anh mà ngủ rồi là chúng ta một ngày không tương tác. Mất bát qua một ngày đấy. Mất một ngày thôi. Nhưng mà con thấy như thế cũng đúng đấy. Cũng được nhưng mà không đến nỗi phải đến 2 giờ sáng như thế. Rồi là đắp chăn rồi mà lại còn gớm. Ôi đúng mùa đông mà lại đắp chăn rồi mà lại còn mặc quần áo đi ra xi cổ cây thì có mà chết. Mà mua có một chai nước đó. Thôi con không muốn thay đổi điều gì. Con nhìn nó thôi. Con nhìn thành khẩn ra. Chắc con mong muốn là không, con không nghĩ là thế vui hơn ấy. Quấy nhưng mà vâng, quấy vẫn vui. Đấy, thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Đêm nay anh về nè, anh ở Sài Gòn nè. Đấy là thức tới 5 sáng. Anh ơi, tranh thủ. Không, thực ra vợ con quấy tầm 1 tiếng thôi. Nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa. Chứ không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy, thì đấy. Thì con cứ bênh đi nhá. Bây giờ đấy con cứ tiếp tục như thế nhá. 2 giờ, 3 giờ. Thật ra nó không ngủ được thì nó sẽ hành động cái khác. Khi mà nó không ngủ được rồi thì nó sẽ hành động cái khác. Hiểu không? Thế nên nó không muốn thay đổi. Dễ sợ lắm. Có thể là chú. Hay nó cũng lại lập trình rồi. Đó là suy luận của chú nha. Tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết. Đúng không? Vâng. Có khi là có cơ hội đấy nha. Vâng. Anh sợ bố xem chương trình đúng không? Không. Nói chung là bọn con kiểu cái tình yêu của bọn con đi lên từ tình bạn ấy, nên là con thấy nó vui với cả nó chắc là nó cũng bền chặt nên là... Thôi. Cứ như này thì sẽ con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ gì đi, trước khi tạm biệt chương trình. Hôm nay chắc có lẽ là bố mẹ hai bên coi được chương trình rất là vui, rất là hạnh phúc. Vâng. Đó, với lại là trong một bộ trang phục này chú muốn hai đứa nói một cái điều gì đó cho nhau. Thấy không? Bố mẹ hai bên cũng sẽ xem chương trình này và cũng sẽ vui thêm hơn nữa nhé. Rồi. Muốn nói gì nói, bày tỏ tình cảm đi.
cho em nói trước đấy. Đứng lên nói đi, đứng lên nói đi. Vậy cho nó đẹp xem nào. Đứng lên nói. Đấy. Ờ, con bé nó ngước đầu lên nè. Anh ơi, nắm tay. Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh. Bố đang xem đấy, anh nói gì nói đi. Chẳng biết nói gì, cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh không ạ? Cái... Tụi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống của các em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn, đều có ý nghĩa hơn và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau, các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa. Đó chính là tình yêu cho con của các em. Dạ vâng. Thôi con cứ mê vợ con đi thế nhá. Cứ mê vợ như thế đi nhá. Vâng. Ok, bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Ok. Rồi.